Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube chính thức của Survey Việt và mình là Minh Châu, người sẽ đồng hành cùng các bạn trong video ngày hôm nay. Tháng 10 năm 2020, nhà Microsoft đã trình làng chiếc Surface Laptop Go, là chiếc máy Surface Laptop nhẹ nhất từ trước đến nay, từng được nhà Microsoft sản xuất với trọng lượng chỉ khoảng 1,1kg. Kể từ khi ra mắt tới nay, thì chiếc máy này nhận được khá nhiều lời khen từ người dùng bởi thiết kế tinh gọn, đẹp mắt, tương đối đầy đủ trong các cổng kết nối. Thời lượng sử dụng máy khá lâu, vào khoảng 13 giờ, và thiết bị được sử dụng bảo mật khá tốt. Tuy nhiên, đôi khi bạn sẽ cần thêm các phụ kiện của Surface cho chiếc máy này để phục vụ nhu cầu công việc bận rộn hay là sở thích cá nhân. Nếu bạn vẫn băn khoăn nên chọn sản phẩm nào, thì video sau đây, Minh Châu sẽ gợi ý top những phụ kiện mà bạn không thể bỏ qua dành cho chiếc máy Surface Laptop Go. Nào, hãy theo dõi video nhé! Đầu tiên là Surface ARC Mouse. Năm 2017, cùng với sự ra mắt của Surface Laptop, nhà Microsoft cũng cho ra mắt sản phẩm mới vô cùng độc đáo, đó là Surface ARC Mouse. ARC Mouse là một trong những sản phẩm mới lạ, đầy cuốn hút mà ông lớn Microsoft vô cùng tự hào. Chắc hẳn nếu bạn là một tín đồ đam mê công nghệ hay là một fan cứng của nhà Microsoft sẽ không thể nào bỏ qua được sản phẩm này. Surface ARC Mouse vô cùng mỏng nhẹ, với trọng lượng chỉ khoảng 82,48g, kích thước 131x55x14mm. Mặc dù Surface Laptop Go có một trackpad khá rộng rãi, nhưng với những công việc thao tác nhanh thì mình nghĩ cần thêm sở hữu một con chuột laptop di động là một gợi ý hoàn hảo cho một chiếc laptop của bạn. ARC Mouse mang đến một trải nghiệm cầm rất thoải mái. Bạn có thể mang theo nó đi bất kỳ đâu bởi sự tiện lợi, nhỏ gọn và không tốn nhiều diện tích trong không gian túi sách của bạn. Bên cạnh đó thì thiết kế thông minh có thể thay đổi linh hoạt có lẽ chính là điều làm nên sự khác biệt của sản phẩm này. Đó là bạn có thể dễ dàng bẻ cong khi sử dụng con chuột này. Toàn bộ bề mặt phía trên, chỗ các ngón tay mà chúng ta tiếp xúc với chuột đều là cảm ứng, cho phép các thao tác cuộn, thu phóng trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Chuột Surface ARC Mouse mang đến các lựa chọn màu sắc đa dạng cho người dùng như là màu xám, xanh và đỏ thẫm. Thiết bị này tương tác với các laptop Surface bằng kết nối Bluetooth 4.0. Đây chắc chắn là một trong những phụ kiện không thể nào bỏ qua khi sử dụng Surface Laptop Go. Thứ hai là bộ hấp chuyển đổi. Phụ kiện tiếp theo mà Minh Châu muốn nhắc tới đó là bộ hấp chuyển đổi. Surface Laptop Go được cải tiến và lược bớt các cổng kết nối, chỉ còn lại một cổng USB Type-C, một cổng USB Type-A và một cổng Surface Connect và jack cắm tai nghe. Việc ít cổng kết nối giúp thiết bị trở nên đẹp mắt hơn, sang trọng hơn. Nhưng đôi lúc, để phục vụ nhu cầu công việc, kết nối với các thiết bị ngoại vi, điều này dường như có chút bất tiện để làm nhiều công việc hơn một lúc. Vì vậy, một bộ hấp chuyển đổi thật sự là thiết bị bạn cần tới. Ví dụ, với một chiếc hấp chuyển đổi được trang bị Input Type-C, Output Type-C, một cổng USB-A và một cổng HDMI sẽ giúp việc xuất dữ liệu hình ảnh dễ dàng hơn. Việc bạn kết nối với một ổ cứng ngoài nữa thì cũng không thành vấn đề lớn. Với những bạn hay phải thuyết trình nhiều, đây sẽ là một phụ kiện không thể nào bỏ qua. 3. Túi chống sốc bảo vệ máy. Túi chống sốc Surface là một phụ kiện cần thiết để bảo quản chiếc laptop Surface của bạn khi bạn là người thường xuyên phải di chuyển và cần mang theo thiết bị để học tập và làm việc. Chiếc túi này được làm từ vải cao cấp với thiết kế đẹp mắt, liên mạch từ trên xuống dưới. Từng đường kim, mũi chỉ đều được gia công một cách tỉ mỉ, chi tiết và chắc chắn. Bên trong túi được lót một lớp đệm mềm mại, giúp bảo vệ laptop Surface Go một cách tốt hơn dưới tác động của ngoại lực. Bạn cũng có thể để các phụ kiện đi kèm như là chuột, tai nghe hay bộ hấp chuyển đổi trong chiếc túi này, mang theo phục vụ nhu cầu học tập và làm việc. Quay sách tiện lợi cũng là một điểm cộng cho chiếc túi này. Đây có thể nói là một trong những phụ kiện bảo vệ bán chạy nhất tại Surface Việt. Nếu bạn mong muốn một chiếc túi đơn giản có thể sử dụng cho mọi chiếc máy thì túi chống sốc Surface thực sự là một sản phẩm vô cùng phù hợp. Trên đây là những gợi ý về các thiết bị mà Minh Châu nghĩ là cần có cho chiếc Surface Laptop Go của bạn. Còn bạn muốn bổ sung thêm vào danh sách này những sản phẩm nào nữa, hãy comment cho mình biết nhé. Các bạn đừng quên like và subscribe kênh của chúng mình để nhận được những video mới nhất nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye!